Lễ hội Dingo tại Long Hải là một trong những lễ hội nổi tiếng và độc đáo của Việt Nam. Lễ hội được tổ chức vào 3 ngày từ ngày 10 đến 12 2 âm lịch hàng năm tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong lễ hội, người ta rước bằng tàu thuyền trên biển, cầu mong cho một mùa đánh bắt cá bội thu. Lễ hội còn có các hoạt động văn nghệ, đua thuyền, ẩm thực, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ngoài việc là một lễ hội truyền thống, Dingo Long Hải còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Chính vì vậy, lễ hội Dingo Long Hải đã được công nhận và bảo tồn như một phần quan trọng của di sản văn hóa của Việt Nam. Năm 2023, lễ hội Dingo Long Hải sẽ quay trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn và đa dạng. Bạn có thể tham gia trải nghiệm thả diều, đi cà kheo trên cát, đan lưới hay ném gòn. Thả diều sẽ đưa bạn đến với những trải nghiệm thú vị với biển trời rộng lớn. Đi cà kheo trên cát sẽ cho bạn cảm giác hưng phấn, thử thách bản thân và trải nghiệm những phút giây tuyệt vời. Đan lưới là một hoạt động không chỉ giúp bạn rèn luyện kỹ năng mà còn giúp bạn trải nghiệm những thứ mới lạ. Ném gòn là một trò chơi vui nhộn và hấp dẫn, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Sau khi vui chơi, tôi đã ghé vào gian hàng mắm Trí Hải để mua quà lưu niệm. Tại đó, tôi đã được thưởng thức những loại mắm tươi ngon đặc sản của vùng biển Long Hải và tôi đã quyết định mang một số lượng về làm quà để tặng cho bạn bè và người thân. Sản phẩm của gian hàng được đóng gói đẹp mắt và chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa và độc đáo cho những người thân yêu của tôi. Follow mình ngày nhé.